Trong làng Xì Trùm, mỗi chú Xì Trùm có một nhiệm vụ riêng. Nhưng rồi, tí cô nương, có những gã này. Đi đâu? Tí cần, tí dụng về. Làm giá mà cũng không có tâm nữa. Đi theo mình tìm được bản đồ tới ngôi làng kỳ bí. Nhưng mà phải đi qua một nơi có tên gọi là rừng cấm. Wow. Wow. Nhưng không phải rừng cấm tức là cấm qua rừng và đầy các nguy hiểm bất ngờ ở mỗi ngã rẽ hả? Ngon lành. Give it to me. Phải ngăn chúng trước khi bọn chúng tìm ra sự thật. Ta sẽ làm vậy. Còn bọn chúng thì không, lão cảm ơn. Và ta thì tí dụng về. Bên cậu sao rồi? Chắc là còn sống. Cho dù gặp phải chuyện gì nhớ là không được ăn hết lương thực. Lỡ ăn nhậu hết rồi làm sao bây giờ? Các bạn nghĩ mình hiểu rõ Xì Trùm. Ta nghĩ cả bộ lương thực đang trôi lên là. Nhưng các bạn không biết toàn bộ câu chuyện. Chuyện gì xảy ra bên đó vậy? Đây có phải là ngôi làng kỳ bí không ta? Họ kia kìa. Họ muốn gì? Biết đâu họ có da cá sống và vua khổng lồ. Dù có lời gì thì cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Trời ơi, tớ thiệt tình đang Xì Trùm lắm. Xì Trùm, Xì Trùm, ngôi làng kỳ bí. Hả? Thiệt hả trời? Mừng dễ sao?